Xin chào các bạn đã trở lại với kênh của Quốc Tuấn. Hôm nay là một ngày thời tiết có vẻ cũng chưa phải là đẹp lắm ở Hà Nội. Nhưng mà hôm nay mình sẽ lên một phương án trả góp cho chiếc VF8 này. Thì hiện tại giá chính sách VF8 thì đã có một chút thay đổi rồi. Nhưng mà về phương án trả góp thì mọi người đang lăn tăn về số vốn ban đầu là bỏ ra là bao tiền. Và có xứng đáng với dòng tiền mình bỏ ra số vốn ban đầu hay không. Thì hôm nay em sẽ lên quy trình trả góp và số vốn ban đầu để khách hàng bỏ ra khi mà mua VF8 này. Mọi người cùng đón xem với em nhé. Xin mời. Sau đây mọi người cùng em tìm hiểu về thông tin trả góp của xe VF8. Thì số vốn ban đầu của khách hàng sẽ bỏ ra là bao nhiêu tiền? Thì việc đầu tiên, với bản VF8 thì hiện đang có hai phiên bản là bản Eco và bản Plus. Thì hiện tại bản Eco đang có giá là 1 tỷ 090 triệu và bản Plus là 1 tỷ 270 triệu. Thì hiện tại các ngân hàng vẫn đang cho vay với giá trị là tối đa là 70%, nhưng mà có 3 ngân hàng đang cố định lãi suất với VinFast. Như các video vừa rồi em đã chia sẻ là có MB Bank, Vietinbank và BIDV, 3 ngân hàng đấy là đang cố định lãi suất cho khách hàng mua xe của VinFast là 8% một năm, biên độ trong vòng 18 tháng. Thì như vậy, với bản Eco giá là 1 tỷ 090 thì khách hàng sẽ vay 80% thì sẽ vay được là 870 triệu. Và đối với bản Plus là 1 tỷ 270 triệu thì khách hàng sẽ vay được 1 tỷ. Vay được 1 tỷ thì khách hàng sẽ phải bỏ qua đối ứng là 270 triệu. Đối với bản Eco là vay được 870 triệu thì khách hàng sẽ phải bỏ ra là 220 triệu. Đấy là số vốn ban đầu. Thì tiếp theo đó, khách hàng sẽ được sử dụng voucher. Thì hiện tại voucher thì đối với VF8 thì đang sử dụng là voucher 150 triệu của bên Vinhome. Thì voucher đấy sẽ hiện tại theo em được biết trên giá thị trường thì voucher đấy đang có giá dao động từ 70 đến 80 triệu. Thì em cứ tính trung bình là sẽ được trừ, khách hàng sẽ được trừ 80 triệu vào giá xe. Thì như vậy bản Eco sẽ được hưởng chênh lệch, tức là mua 150 triệu nhưng mà khách hàng chỉ mua đến 70 triệu thôi. 70 triệu tức là khách hàng sẽ được hưởng chênh lệch là 80 triệu phần đấy. Thì bây giờ với giá Eco đối ứng của khách hàng sẽ bỏ ra 220 triệu và bản Plus là 270 triệu. Thì trừ 80 triệu đi thì bản Eco sẽ còn là 140 triệu và bản Plus là 190 triệu. Đấy là số vốn ban đầu bỏ ra, quá ít phải không? Và tiếp theo đó là đăng ký. Thì đăng ký ở tỉnh thì hiện tại như các bạn đã biết là đăng ký ở đối với xe điện thì không mất tiền. Thì hiện tại đăng ký đối với bản Eco thì đang là có mất 2 triệu tiền biển và 2 triệu tiền đăng kiểm đối với khách hàng cá nhân. Thì hiện tại nếu mà ở tỉnh sẽ đăng ký mất khoảng 4 triệu. Là cộng vào thì sẽ là bản Eco sẽ là thành 144 triệu và bản Plus sẽ thành 194 triệu. Thì thành ra giá xe bây giờ nó còn chưa đến là 150 triệu nếu mà khách hàng bỏ ra số vốn ban đầu. Đối với ở thành phố thì giá xe biển nó sẽ cao hơn. Tiền biển Hà Nội hoặc là ở trung tâm các thành phố lớn thì thuộc tỉnh trung ương thì nó sẽ là 20 triệu tiền biển và 2 triệu tiền đăng kiểm. Thì đối với bản Eco ở thành phố sẽ là 162 triệu, là 140 triệu tiền đối ứng này, cộng với 22 triệu tiền đăng ký. Thì sẽ thành là 144 triệu, à 162 triệu. Và đối với bản Plus thì là 190 triệu cộng với 22 triệu thì sẽ thành là 212 triệu. Đấy, các bạn đã lắm chưa? 140 triệu số vốn ban đầu với bản Eco. Chưa đến 150 triệu và kể cả đăng ký xong mới đến 144 triệu, quá rẻ. Tiếp theo đó, trường hợp về vay ngân hàng thì vay thì có mất thời gian không? Thực ra là vay ngân hàng nó đơn giản lắm. Khách hàng sẽ phải chuẩn bị hồ sơ như sau, bao gồm là chứng minh thư này, tức là việc đầu tiên phải có chứng minh thư để tra CIC của khách hàng thì xem ngân hàng sẽ ra thông báo. Thì ba ngân hàng trên họ sẽ thời hạn bảo lãnh, thì nếu mà hồ sơ của khách hàng lương chuyển khoản thì trong thời gian đấy thì khách hàng sẽ được tra CIC và ngân hàng sẽ ra bảo lãnh. Bảo lãnh thì
ngân hàng sẽ gửi trực tiếp về cho VinFast, hoặc là gửi đưa khách hàng thì khách hàng chuyển sang VinFast, thì sau đó cái VinFast mới yêu cầu khách hàng nộp đối ứng và số tiền như vừa rồi, thì khách hàng sẽ chuẩn bị số tiền nộp đối ứng. Sau khi nộp đối ứng xong thì khách hàng sẽ được xuất hóa đơn và làm thủ tục đăng ký đối với CVS8. Thì thủ tục sau khi đó thì khách hàng sẽ làm thủ tục đăng ký. Đăng ký thì khách hàng sẽ phải chuẩn bị hồ sơ bao gồm là giấy tờ xe này, hóa đơn xe này, chứng minh thư này. Sau khi đi nộp thuế và bấm biển xong thì khách hàng sẽ chuyển hồ sơ đấy sang cho VinFast. Tức là bao gồm là xe đã có biển rồi này, giấy hẹn này, và đăng kiểm đã xong đăng kiểm này, thì khách hàng sẽ chuyển cái tờ đăng ký đấy sang cho bên ngân hàng. Thì ngân hàng sẽ chuyển nốt, thanh toán nốt cái phần bảo lãnh còn lại. Bảo lãnh còn lại là bao tiền trên số tiền. Ví dụ bản Eco là khách hàng cho vay 870 triệu thì khách hàng sẽ chuyển nốt số tiền đấy cho bên VinFast, thì VinFast sẽ làm thủ tục giao xe cho khách hàng. Thì thủ tục vay xe thì nó cũng không khó khăn gì cả. Thì đấy, em vừa chia sẻ đấy là các số vốn ban đầu để bỏ ra trả góp đối với CVF8 là chưa đến 150 triệu đối với bản Eco, tức là 144 triệu ở tỉnh đối với bản Eco, chưa đến 150 triệu luôn. Quá rẻ phải không? Em xin cảm ơn. Như vậy, qua video vừa rồi, mọi người đã nắm được chính sách và thông tin về xe VF8 này chưa? Mọi người cần thêm thông tin chi tiết gì thì hãy liên hệ theo số hotline bên dưới giúp em nhé. Và đặc biệt, mọi người có nhu cầu mua xe thì hãy ủng hộ nhé. Quốc Tuấn, xin chào tất cả mọi người.